Sáng nay mùng 4 tháng 2, công an huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Ngô Nguyễn Nhật Anh sinh năm 2014 vào ngày mùng 2 tháng 2. Công an cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh sinh năm 1986 là mẹ của cháu Nhật Anh để điều tra vì nghi là người mẹ này đã đánh chết con trai mình. Theo lời khai, Nguyễn Thị Kim Thanh, ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, đã cho con vào nhà đi ngủ nhưng do cháu không nghe lời nên đã tát vào mặt và đầu. 13 giờ cùng ngày, Thanh cho cháu Nhật Anh ăn mực và xò nướng nhưng thấy cháu có dấu hiệu khó tiêu, nôn ói nên lấy dầu xoa và đưa cháu đi chơi. Đến 16 giờ, Thanh dùng cây tre tiếp tục đánh cháu Nhật Anh vào đầu, lưng, ngực, mông với lý do cháu xin đồ ăn của du khách tắm biển. Đến 22 giờ cùng ngày, người nhà Thanh báo tin cháu Nhật Anh bị té ngất xỉu và tử vong ngay trên đường đi cấp cứu theo kết quả khám nghiệm tử thi cháu nhật anh tử vong do chấn thương sọ so não bên ngoài có nhiều vết bầm tím chảy xước